Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh của Trường và anh Minh Tơ. Thì ngày hôm nay Trường và anh Minh Tơ cùng với lại một người chú, đó là chú Tư. Thì chú Tư có chia sẻ một cái hoàn cảnh với Trường với anh Minh Tơ. Thì ở đây có một cái gia đình rất là khó khăn. Người con trai thì bị chất độc màu da cam, người mẹ thì bị tâm thần, người cha thì bị mù hai mắt luôn quý chú anh chị. Nói chung là hoàn cảnh gia đình ba người ai cũng bệnh tật hết. Và trong đó thì hiện tại bây giờ là cái người con mà bị chất độc màu da cam thì đang cố gắng lo cho mẹ, lo cho cha hàng ngày. Nhưng mà vì không có tiền ăn uống thì phải nhờ chú Tư đây. Là chú Tư là một người hàng xóm và cũng là một người em bà con. Vì giúp đỡ không được bao nhiêu cả thì chủ yếu là hàng ngày là cung cấp lương thực vào. Thì xung quanh quý cô chú anh chị thấy đây là nguyên một cái vườn dừa mà đi từ ở ngoài đường mà vô tới đây đó tầm khoảng 3 cây số đến 5 cây số. Mà trong cái khu vườn đây thì đi không có đường nào mà đi được, quý chú anh chị phải chạy xe vòng. Thì tới đây thì chuẩn bị cũng gần vô tới nhà rồi. Thì Trường mới để quay làm sơ một cái đoạn đường đi cho quý cô chú anh chị mình biết. Dạ con chào chú Tư nha chú Tư. Dạ. Chú Tư ơi, mình cái hoàn cảnh là như thế nào chú chia sẻ lại cho con chú Tư. Dạ cái hoàn cảnh này là anh Ba Kiệt này là ảnh năm nay là cũng 82 tuổi rồi. Dạ. Ổng mổ mắt rồi mù hai mắt. Rồi người vợ thì tâm thần bây giờ hết biết rồi, nằm một chỗ. Rồi có một đứa con là chất độc màu da cam. Nó hỗ trợ, nó đái ỉa này kia nọ, nó lau chùi quét dọn cho nên cũng không gọn ghẽ sạch sẽ gì. Rồi thường ngày là ăn uống cái gì đó thì thiếu hụt thì tôi hỗ trợ, tôi đi mua, tôi đưa vô đó rồi cho người con nó nấu cho ổng bà ăn. Chú Tư, như là cái người con trai mà bị chất độc màu da cam á, là hồi đó là bị biểu hiện sao? Rồi có giống như là có bị tật hay là bị sao? Nó cũng không có dị tật gì nhưng mà cái gương mặt nó thì dòm thấy là nó không biết tỉnh táo rồi. Giống như là bị khờ khờ thôi. Rồi, cũng có đưa vô học lớp 1 mà học 4-5 năm không biết một chữ nào hết. Dạ. Rồi thầy cũng trả về rồi bây giờ đồng tiền cầm bất cứ đồng tiền gì nó cũng không biết hết. Nói chung là không biết số 1 số 2 gì hết. Ảnh là không biết số nhưng mà nấu ăn hàng ngày chăm sóc cha mẹ thì ảnh làm được. Nấu cơm được. Thì ổng chỉ con vo gạo rồi con lên lóng tay nước vậy nè. Nấu điện. Là nấu nồi cơm điện. Dạ nấu nồi cơm điện. Rồi cái người cha bị mù là xưa là sao bị mù vậy chú Tư? Bị mổ hai mắt. Mổ hả chú? Mổ hai lần là bị cùm nước á. Mà bác sĩ cũng nói nó mổ cho ông vui chơi chứ hết cứu rồi. Từ từ là không có cứu được. Rồi nói chung bây giờ đó là chỉ nhờ được cái người anh mà bị chất độc màu da cam đó thôi. Thế cái hộ gia đình đây là được bao nhiêu người con chú Tư? Hai đứa con gái, một thằng trai. Thằng trai đó giờ nó hỗ trợ, nó nuôi ổng bả đó. Dạ. Nó cũng ở vậy đó, không có ai mà dám ưng nó. Nói chung là không có không ai có gia đình. Không rồi ai dám. Hai chị gái đâu? Rồi hai chị gái thì có chồng ở xa, một đứa có chồng rồi bị bệnh chết, chồng chết. Rồi một đứa thì nghèo khổ rồi cũng không có hỗ trợ được cha mẹ rồi cũng không có về thăm lom gì, thường lâu lâu vậy đó qua thăm lần vậy đó. Cho nên thấy nói chung là hoàn cảnh bây giờ là chủ yếu là nhờ vào cái người con trai bị chất độc này. Là ảnh là đứng ra ảnh giống như là cái kiểu mà ảnh nhận là nuôi cha mẹ luôn mà. Mẹ là bị tâm thần, ngày xưa là sao bị tâm thần vậy chứ tôi? Bệnh mới đầu cũng bệnh vậy đó rồi cũng 5-10 năm rồi. Rồi đi qua tới Tiền Giang rồi thấy bác sĩ phê là rối loạn tâm thần. Là lúc đó là cô đó có bao nhiêu tuổi mà cô mới bị? 50 mấy tuổi rồi giờ là bảo là 60 mấy gần 70 rồi đó. Tự nhiên là 50 mấy tuổi là phát lên bệnh hả? Phát lên bệnh rồi cái đi xuống tới Trà Vinh nằm cái khoa tâm thần á. Rồi bác sĩ cho thuốc về uống rồi thấy sao nó cũng cầm cưa nhằn vậy rồi giờ hàng tháng tôi lên Càng Long lãnh thuốc mỗi tháng vậy cho chị. Giống như là bây giờ chú Tư là đi giống như là cái kiểu mà cũng giống như coi như người nhà đi. Rồi chú là sáng là chú mua đồ ăn nè. Như mua mỗi một ngày vậy chú đi mỗi một một ngày chú mỗi mua hay là hai ba bữa chú mới mua? Hai ba bữa mua lần, tôi mua chỉ cá lóc. Lần rộng cho ăn mỗi ngày ăn con vậy đó. Rồi còn thịt heo thì mua lần chừng ký hai ký vậy đó. Rồi ăn lần nửa ký gì đó hết rồi ông điện cho hai. Là cái người con điện cho chú? Người con nó không biết số mà nó khôn lắm. Điện lại ra nó bắt máy. Nè, Diễn Quải nè.
là giống như là chú ở ngoài chú canh ha. Chú canh ở ngoài nhà chú là ngoài giống như chú nhắm ngày mai, bữa nay ngày mai ngày mốt là giống như là cái lượng thức ăn hết là chú điện vào đây rồi vào cái là người con sẽ bắt máy rồi đưa cho cha nghe nói chung là người cha bị mù nhưng mà người cha vẫn giống như là kiểm soát được cái vấn đề chỉ cho con làm những cái việc khác ha. Thôi bây giờ trường mời quý cô chú anh chị mình cùng với lại chú Tư mình đi vào trong đi chứ để hồi tâm sự nhiều quá cũng chưa vô tới nhà nổi. Rồi giờ trường sẽ quay cái đoạn đường đi cho quý cô chú anh chị xem. Chú Tư đi trước đi, hẹn chú Tư nha. Thì thật sự thì khi mà nghe chú Tư chia sẻ cái câu chuyện đây thì Minh Tơ mời cô chú chị theo chân Minh Tơ vào phía trong để gặp gia đình để tìm hiểu thêm cho biết gia đình như thế nào. Bây giờ đường đi nè cô chú chị khó đi lắm, xe làm ở ngoài đi trời nắng này đỡ mưa không cái là vất vả lắm. Mưa là con thấy cái đường ta này trơn, đi này là đường trên đất nhà người ta đúng không? Cái này đi nhờ đất này bây giờ muốn mua đồ ăn hay mua cái gì cũng hơi khó lắm ạ. Đây là tôi chạy xe cũng không được luôn cô chú chị vì để xe ngoài. Phải đi qua những cái vườn, những cái đi nhờ cái này là đi nhờ đất của người ta này, cỏ không có chú vậy, trong vườn này rất là âm u lắm. Dạ, đường này đường cùng. Ở đây cái cầu tiêu nè. Ai xà. Đúng là phải chui vô cái đây là chú cũng vô tình chứ gặp chú Tân ở dưới bệnh viện khi mà chú chú ngày qua kia chú đi làm chứ đâu. Dạ, chú chở nhỏ cháu con đường đi khó khăn của chú vậy ta chân miệng á. Rồi. Tôi tên này con thì đi xuống dưới con cũng ghi hình cái hoàn cảnh kia gặp chú rồi chú chia sẻ thêm cái hoàn cảnh trên đây nữa. Trời ơi, cái nhà gì mà. Trời ơi. Đi luôn hả chú Tư? Không có đường đi. Đường xe đi, chạy đồng đó thì cục khỉ nữa nè. Qua trên cái cầu đây nó chú chị. Đây. Wow. Đúng đường sâu đường xa luôn của chú chị. Cầu này tính đi đường không mập. Mày mập tao cũng hơi mập. Mày không sao. Là tao đi được. Cũng có đoàn từ thiện ở chùa Bến Tre. Đi ghê lắm. Là cũng cô bác thấy vậy nè. Vô cũng cho vài trăm ngàn. Dạ. Rồi cho gạo cho cũng như phần quà như nhà trong của chúng gì phần quà như là vài trăm ngàn vậy đó. Nhà đó đó mày mất đêm đi không dám đi đâu của chú gì cái nhà này ổng hồi ổng còn mạnh á là ổng đó người đó người ta cũng đi viếng thăm đó. Rồi chào mấy cô nha. Dạ. Đốn theo cho đừng tiểu. Dạ. Dạ. Chào mấy cô. Dạ. Dạ. Con cũng được chú Tư chia sẻ hoàn cảnh này để hôm nay vô coi thử coi. Tôi nghiệp dữ lắm. Tôi vẫn đi chùa tôi nghe rồi tôi mới đi. Đốn theo tụi tôi có nuôi đốn theo. Dạ. 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 Ôi, quá trời đường vô của chú chị. Hôm nay cỏ nè. Chăm sóc không ai nhổ cỏ như vậy. Bất biết rồi. Ông sợ chó nó vô ông kêu con nó giăng lưới vậy đó. Ồ ở nhà này quá. Vô nó quần ở nhà cửa thế. Cái nền nhà này nè là ông hồi ông còn mạnh á. Dạ. Anh ba. Em dẫn mấy chú này vô ghi nhận cái hoàn cảnh gia đình của anh á. Dạ con chào ông. Rồi mời mấy em vô. Dạ chú Tư vô ngồi đi chú Tư. Chào bác ạ. Dạ đây là người con trai đây chú ạ. Dạ. Em trai nha. Còn mẹ làm vậy đó. Còn ảnh vậy đó mà không có thấy. Nói chung quá trời. Giờ giống như là ông Bảy đâu bây giờ là mắt rồi là khé là không thấy gì hết. Không thấy gì hết. Không thấy mờ mờ luôn không Bảy? Mà cái kiểu mà cái mắt cái cùng nước á. Dạ. Mổ một con ở Cần Thơ. Dạ. Ở trên thành phố ở chỗ Tân Buôn, Tân Buôn gì đó. Dạ. Rồi đi luôn. Không có thấy đường bây giờ. Mở khi nói có khi nào để cho cái giác mạc á. Rồi mấy ông gắn cho một cái. Trời đó, trời ơi, có giấy mạc mới được ha. Dễ gì bây giờ chuyện đó làm như ai có. Dạ. Mà mình không có thế này đâu làm theo ai cho. Dạ. Thành ra chấp nhận luôn.
Dạ, nói chung là mình không thấy được một chút xíu ánh sáng nào hết. Không có, chớp chớp trời, chứ không có thấy cái gì cả. Là chớp chớp thôi chứ không thấy được miếng ánh sáng luôn. Ở chớp này cũng như thấy mắt nghe mắt sắm nè. Dạ. Còn không có thấy được chút xíu nào nữa. Dạ. Đi đụng hoài. Dạ, rồi để con ngồi nói chuyện với chú Tư Bảy nha. Rồi, rồi, rồi. Đây nè, trà thiếu huyết áp nè anh ơi. Hả? Trà thiếu huyết áp nè. Ủa? Đúng đúng không hả? Nè, thấy không? Đâu thấy được đâu, đâu được đâu. Đưa cầm dính mới được. Cầm mới biết liền á. Nhưng mà giờ nếu mà chú Tư đưa thuốc cho ông vậy rồi ai cho uống? Thì đúng mò. Không mò. Mò mò vậy đó hả? Đây nè, thì cái thùng thuốc kế bên nè. À, là để đâu là mình nhớ đó nha. Thì cái nào không biết là kêu mà lính tôi. Dạ. Lính nó tờ gạo chứ nó không biết. Dạ. Nó không biết thuốc gì đâu, nói cái gì thì nó lấy vậy đó. Dạ. Cái này nguyên chai hay vậy? Nguyên chai. Đúng hả? Bị lã rồi. Ừ. Ở trong đây mà chú Tư không chỉ cũng không ai biết hoàn cảnh trong đây đang khổ khổ như thế này luôn. Cái này khỉ ho khỏi gái luôn. Dạ. Dễ là bị tả. Bà thì nằm đây nè. Dạ. Đây là vợ của chú ông Bảy hay là bà Bảy nè. Chị thứ Bảy mà ảnh thứ Ba. Dạ. Như giờ cái người anh trai này mình tiếp xúc được không anh? À, chú Tư. Nó nói chuyện nó không có biết nói gì. Dạ dạ dạ. Anh đi đây em hỏi chuyện xíu đi được không? Đây nè, ở đây nè, ở ngoài nè. Trời ơi, mình thấy tội quá. Giờ vậy là cũng phải chăm sóc cho mẹ nữa. Dạ. Yeah. Nói chung nhà cửa không có dọn hết chú anh chị. Thì nói chung thì thật sự là quý chú anh chị đã biết rồi, khi mà mình mà khách lạ mình đi vào nhà mà khi mà ở nhà có người mà không có thấy một người thì không thấy đường nè. Rồi một người thì nằm một chỗ rồi vệ sinh này kia nọ một chỗ, người thì khờ khờ không biết gì thì nên ở nhà nó bốc mùi rất là khó chịu đó. Ai tắm cho bà được? Ai tắm cho bà? À. Cầm này, anh cầm em đứng vô trong nói chuyện nha. Vậy đi. Dạ chú Tư, thì giờ cái nếu mà mình trò chuyện với ảnh là mình trò chuyện được không chú Tư? Nói một hai tiếng vậy thôi chứ nó không có biết trả lời gì hết đó. Nó không có... Nó bác sĩ nói nó tiểu năng trí tệ. Tiểu năng trí tệ vì chất độc màu da cam chú Tư. Dạ. Đúng. Thấy giờ thấy ông Bảy ngồi thấy tội luôn với chú anh chị. Ông chỉ tối ngày ở đó đó. Dạ. Rồi đi đáy thì lại đó tiểu. Còn bà là ngày xưa sao mà bị bà bệnh từ từ, mới đầu cũng nóng lạnh nhức đầu vậy đó. Là mới đầu là sốt hả? Rồi làm sốt rồi đi lãnh thuốc uống rồi không hết, rồi cái nâng cao lần lần cái bà bắt đầu bà quên, bà nói nó sạch à, nó nói hả? Không có đúng. Dạ. Rồi mới chở đi qua Tiền Giang. Dạ. Tiền Giang thì bác sĩ nói bà bị như khô não, bệnh tâm thần nè. Yeah. Rồi đi xuống Trà Vinh nằm ở dưới cũng cả tuần lễ, rồi bác sĩ cũng bắt đầu xuất viện cho về đưa thuốc uống. Rồi đó hàng rồi. Tháng thì lên Càn Long, chính tôi là đi lãnh thuốc. Dạ. Cho bà. Dạ là giống như là chú là đi lãnh thuốc giùm rồi đi mua đồ ăn giùm luôn vậy đó. Dạ, mua đồ ăn lãnh thuốc công chuyện gì đó. Thì ảnh mượn cũng phải nhín thời gian ra để mình giúp ảnh. Dạ. Thấy hoàn cảnh ảnh cũng khổ, không có ai khổ bằng. Dạ. Thật sự luôn, nhìn cái cảnh này mình chịu nói đâu, rất được. Thì cũng nhờ anh em cộng đồng mạng ở nhà hảo tâm để thấy được cái hoàn cảnh này thì người chung tay ít để góp lại lo thuốc men ăn uống hàng ngày. Dạ. Chứ giờ nói chung là mình đâu có tiền đâu mà mình lo. Mới rồi đó là tôi đi mua thuốc giùm ông Trần Nhân Hoàng á. Dạ. Ông bị tim mà uống thuốc của ông mới chịu. Ừ. Một ngày là 90.000. Dạ. Thì tôi mua lấy hai lần là 1.000.000 rồi tôi xuất tiền ra, rồi thấy anh khổ vậy thì tôi cũng cho anh luôn. Dạ, cho luôn. Dạ. Dạ. Rồi đồ ăn đồ uống có lúc anh đi nằm viện á. Dạ. Tôi cũng điện tôi hỏi này đồ ăn còn gì không, tôi mua tôi đem vô. Dạ. Cũng anh trai này nói chung là bây giờ là hiện tại là chăm sóc cho vừa cho cha vừa cho mẹ luôn. Ví dụ ổng mất đi cầu. Dạ. Thì nó dẫn vô toilet. Dạ. Rồi đi đái thì ổng mò ổng biết ra tới đây là cửa sổ, ổng quơ vậy. Đi mò tới đâu mò tới đó vậy. Là đi mò ổng thuộc cái thuộc lòng cái đường đi cái nhà. Dạ.
Vì nhà này cất cũng lâu rồi. Dạ. Rồi cộng nhà đồng đội mới hỗ trợ cho ít chục triệu rồi mới trang trí lại, lót gạch rồi làm lại cho nó khang trang chút, mà bây giờ nó rác đến vậy, nó chưa thấy nhà cửa vậy mà nó không biết mà nó bốc mùi hôi. Dạ, dạ. Hôi nó nó vậy đó. Nói chứ là mình thì mình người lạ, mình mới vào thì cái mùi thì mình chịu không có nổi, nhưng mà đúng giờ ở quen rồi cái đúng rồi. Anh tên gì? Hả? Anh không biết hả? Biết tên này sao? Biết tên không? Mình biết tên mình không? Ở nhà chăm sóc ba mẹ sao? Không biết luôn hả? Ở chắc người lạ là anh không có tiếp chuyện, nhưng mà người trong nhà mới tiếp chuyện được quá. Con đừng có nói ví dụ như làm gì giờ rồi. Biểu nó làm gì nó làm đấy. Bà ra là pha nước dẫn mẹ ra tắm. À. Làm được. Dạ. Nói vậy là tắm rồi vô nó thay đồ. Mà bây giờ. Dạ ông Bảy kêu nhà ảnh làm có cái việc gì được không ông Bảy? Thì nấu nướng rồi giờ còn giam nóng trơn á. Dạ. Thì ví dụ nấu có cá rồi nó mặn rồi cái rồi. Tôi kêu hút mà như nước mắm. Là mình nói số lượng bao nhiêu bột ngọt, bao nhiêu nước mắm là anh biết hết không vậy? Không có xài bột ngọt, tôi nước mắm hay là nước muối gì đó em. Dạ. Chín chút được. Là xong ha. Rồi chứ không có bột ngọt. Dạ. Rồi ăn cũng quen. À. Rồi mình để mà nó tăng huyết áp rồi nó tim mạch đủ thôi. Tùm lum hết. Tùm lum. Dạ. Tùm lum thiệt. Bây giờ nấu ăn ở đâu lợn? Đây là cái bàn này nè. À, là nấu ở trên đó luôn hả? Nấu bếp điện. À, nấu bếp điện. Ừ, gạo sao chú? Gạo hả? Dạ. Gạo thì ở chùa cho rồi, có cho ở ngoài được từ đó. Dạ. Ở chùa vô rầm tháng 7 rồi không, mấy cái rầm á. Hay cho. Chứ ông cắt đá với ông thường hay cho lắm. Dạ. À, cũng đỡ khổ. Rồi vậy đó, mình sống đây rất ban ngày. Trời ơi, họ thấy cảnh nào khổ như cảnh này của chúng chị đó. Rồi mới chú rồi quay cái bếp nấu củi sao? Đó là bếp nấu củi ngoài đó hả chú Bảy? Chú tôi. Ờ, đó mình bếp nấu củi. Mình ăn cơm chưa anh? Đói bụng không? Không đói hả? Rồi có thương ba thương mẹ không? Không biết giờ là anh nói chuyện là anh phải nhờ nhìn qua chú Bảy, giống như chú Bảy nói gì anh mới nói được. Đúng không chú Bảy? Anh nói chuyện gì là phải nhờ chú Bảy mới nói được. Còn vô cơm bắt nên nấu cơm rồi hả? À, nấu cơm rồi hả? Nấu mấy chén gạo? Không biết luôn hả? Trời ơi. Chiều nay có gì ăn? Có đồ ăn chưa? Ăn cái gì con? Cá. Cá hả? Cá ai mua? Cá mua. Đây làm món gì ăn? Hả? Làm món gì ăn? Kho không? Kho hả? Nấu canh rồi con hay đi xuống hái rau á. Rau muống rồi đó, nấu canh cho ba chắc với mẹ ăn. Rồi ăn có rau vậy đó, nó chất chơi vậy, nó tiêu tiểu rồi nó khỏe. Như thường thường thì con mình có về thăm ông nhiều không ông Bảy? Ở cái con nhỏ mà nó có chồng ở bên Châu Thành á. Dạ. Chồng nó cũng bệnh ung thư máu chết rồi. Dạ. Rồi nó làm công ty. Dạ. Chủ nhật thường hay gì, chủ nhật mới không rồi này, chủ nhật có gì nè. Dạ. Có gì cũng như là mua phụ đồ ăn gì đó. Đó vậy đó, ví dụ như thế là có chừng nào thiếu là vụ này. Dạ. Đó vậy đó. Nó nói vậy đó, mình đâu có tiền nhiều. Mua nhiều quá. Dạ. Hay mua ví dụ ăn bữa hai bữa là phải mua nữa vậy đó. Thì cá lóc còn mà cái bản kỳ bây giờ mà không phải nói giờ thịt heo thì nó rẻ hơn cá nữa đó, mà giờ thịt heo ăn không được. Dạ. Thịt heo là nó ăn cái gần như bằng đêm á, ban bả là nó thành như đồn lên nhỉ. Dạ. Có bò. Dạ. Nhớ rồi, lâu lâu giờ con gái về thăm gì mình nhớ không? Mình nhớ con mình không Bảy? Nhớ chưa? Dạ. À, nó mình còn bình thường. Dạ, con Bảy cho con gắn cái này lên người xíu nha. Cái này để thu tiếng con Bảy thôi chứ không có gì hết trơn nha. Rồi, cái gì là. Dạ dạ. Rồi. Con hỏi thiệt chứ nhiều khi rồi giờ với bà bệnh ở nhà rồi hai bà có khi nào bị con mình để bỏ đói không? Có qua nấu cơm không? Không có đâu. cũng dễ dạy lắm. Dạ. Thấy vậy chứ dễ dạy mà nó không có con giữ nữa. Dạ. Rồi có khi nào mà anh quên nấu cơm mà bỏ đói con Bảy không?
Không có, ví dụ như hết cơm là nói nấu cơm là đi nấu liền. Ở trong có cái ly. Có cái ly là ly cái súp, một ly đó là hai ly đó là nấu được ăn được ngày. Dạ. Còn một ly thì ăn một bữa, phân nửa đó. Dạ. Mà nấu thường thường nấu hai ly. Nó cũng quen rồi, nó súp hai ly là nấu. Trời ơi, giờ con nói chứ giờ thấy trong nhà là giờ một người thì nằm một chỗ, ông thì không thấy đường. À. Con trai thì khờ khờ không biết gì hết trơn luôn. Mình bị cái căn bệnh này lâu chưa ông Bảy? Thôi hả? Dạ. Tôi huyết áp hồi 50 tuổi mà giờ 82 tuổi rồi. Dạ. Huyết áp trên mạch á. Mà nó đeo tôi, nó quấy quậy tôi hoài. Còn cái không thấy đường á, bao lâu rồi anh? Hồi 10 năm. Hồi 2013, 12-13 là bắt đầu mổ là không thấy đường luôn á. Dạ. Dạ. Dạ là nói chung là nhờ chú Tư mua đồ ăn, đồ uống hàng ngày. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi cái vụ bệnh hoạn này kia nọ đó là điện tôi lên. Nói chung là y để trực. Nửa đêm là tôi phải trực, tôi kêu xe. Dạ. Yeah. Tôi kêu xe này không được, kêu xe kia lại ra đường đó. Rồi mới dẫn ông lần lần qua bên chỗ đó đó. Dạ. Yeah. Rồi mới lòi ra ngoài chỗ cái đường ấy, nãy cái đường đó mình chạy chỗ trường học á. Dạ dạ dạ. Rồi rồi, trong đây mà lỡ như có bệnh gì di chuyển nó khó cực lắm, tại thấy đi trong vườn, trong cây quá. Tôi đúng. Có một lần đó tôi chở ổng cũng mới đây. Dạ. Tháng 2 tháng nay. Tôi vừa ngừng lại tôi để tôi lấy quên giấy tờ khám bệnh gì rồi đó. Dạ. Rồi cái ngừng vừa ngừng xe lại rồi nó hên đó. Rồi ổng bất biết ổng cũng như là muốn nhồi máu cái tim á. Trời đất ơi. Rồi cái ông hử cái tôi ngừng xe lại rồi tôi nắm tay ổng hỏi sao vậy anh ba, sao vậy anh ba, anh mình anh sao. Ổng đâu có biết gì nữa. Dạ. Yeah. Rồi cái tôi kêu con cháu rồi vòng vòng đó nó ra, rồi cái lấy ghế cái kè ổng xuống ngồi. Ừ. Ngồi rồi hồi cái ông khỏe khỏe lại cái tôi chở ra trạm cấp cứu. Dạ. Yeah. Trạm cấp cứu rồi tôi kêu xe taxi chở luôn xuống bệnh viện nhập viện luôn. Dạ. Ở lần đó mà tôi chạy là chở ổng là không đa là té chết này. Ừ. Là vừa dừng xe lại luôn. Vừa dừng xe lại rồi gặp người quen nói chuyện là ổng ngã ngang. Bất biết ổng ngã ngang, ổng quỵ ổng ói trên lưng tôi. Trời ơi. Nhờ ổng ăn cơm rồi ổng ói. Ói được là ổng tỉnh rồi. Dạ. Mà thật sự nhiều khi nói chứ cái như, giờ, như giờ ở chung với anh con à, nhiều khi em khờ khờ không biết gì, sợ làm không sạch sẽ này kia ăn rồi con cũng không biết được. Đúng nữa. Rồi, tôi dặn kho cá ra mà đổ nước thêm nhiều chút. Dạ. Chụm bừng bừng lên, chụm cho sôi sôi lên, vớt bọt. Có bọt rồi vớt hoài, vậy là hết bọt rồi, vậy là sạch. Ừ. Chỉ vậy thôi chứ giờ. Giờ hết biết rồi. Nó mần thấy ngon gì nữa không? Chín là ăn thôi. Chỉ là chín ăn sống qua ngày mà, thôi. Mà sao mà con gái của Bảy đã chồng mất rồi không cho cũng về đây ở chứ để chăm sóc mà. Nó bị kẹt nhà cửa nó dưới rồi con nó ở dưới học hành ở dưới á. Dạ. Rồi với nó thấy cái hoàn cảnh ở đây ở nó cũng không có tương lai. Ở trong đây là vùng sâu vùng xa rồi, nói chung là trong hốc bà tó rồi. Ở đây không có kinh tế, không có làm ăn được gì hết. Đúng rồi, ở đây là không có tương lai luôn á. Dạ. Ừ, ở đây nói tao lại. Nó cũng chọn cái hướng. Dạ. Chân. Nói chung khổ thì chị cũng phải đi làm như lần tuần hay 10 ngày, chứ lâu lâu cũng có gửi về ít vài trăm nữa không? Tới bệnh đó. Dạ. Là nó không dám xin nghỉ ở trong công ty thường nữa. Dạ. Là nghĩ vậy đó là mất việc. Dạ. Rồi người ta đuổi luôn. Trời ơi. Cho nên nó cũng đi làm rồi 7-8 giờ nó vô nó ở với cha. Dạ. Nằm bệnh viện không rời cũng 4 lần rồi. Dạ. 5-7 ngày đó là ông mệt, ông lối, ông mệt, ông tim nó quặt lên đó. Rồi huyết áp nó cao. Dạ. Nửa đêm là 11, 12 giờ, 1, 2 giờ là tôi thường kêu xe rồi chở ông đi. Dạ. Mà thường thường bệnh ban đêm không mới đọc thôi chứ. Dạ. Đây mà phải có xe ông đau mà chạy tới nhà được thì tôi cũng không ngán. Dạ, mà này đẩy đi nội đi vô qua rồi qua giường, qua cầu, tập lum hết trơn của chú anh chị. Thật sự là mình thấy cái đường đi nó rất là khó đi. Thấy khó lắm. Dạ. Hoàn cảnh nó cũng vậy rồi phải chịu rồi chứ giờ đâu có sửa đổi gì được. Dạ. Giờ nhà cửa thì có người anh này ở nhà thì anh cũng đâu có biết làm gì đâu. Nó, nhà vậy nó bây giờ nó hôi rình hôi rập vậy đó, là không có lau chùi, không có
cái gì đó. Ông Bảy sao ở nhà không có lâu lâu dặn ảnh lấy nước rửa không Bảy? Chùi nhà hả? Dạ. Có mấy đứa nó cũng mua cái đồ mà chùi rồi đẩy nó lăn lăn lên. Nó làm gì đâu có được. Mà đâu? Đâu có làm khỉ khôi. Giống như là kêu ảnh ảnh ưng ảnh làm, ưng không làm ông Bảy ha. Thì nó vui làm mà không vui thì thôi. Dạ. Rồi. Ông Bảy thấy ông Bảy ông thôi cũng thương ông ghê. Cái hoàn cảnh ông khổ lắm. Dạ, vì ông Bảy ra ngoài đây quay cho nó sáng được không chú Tư? Được, được. Anh đứng lên em rồi. Sáng xíu đi. Đứng lên. Ở trong đây tối quá. Lấy cái ghế ngồi đây nè cho sáng sáng xíu vậy. Ngồi dạ, dạ. Đó, nếu mà hàng ngày như mình người con của chú tên gì như nó nấu ăn sao chú Bảy? Này không dạ thì nó nấu từ phần ví dụ như bây giờ nấu cơm xong nó nói là con chín rồi đó dạ. Bây giờ con bằng cá cá thì mua rộng với cái Dũng đó dạ bắt lên con nào ấy còn sống cái đập đầu bằng thịt dạ. Nó cũng biết nó cạo rồi nó như mãi của con chị nó coi chỉ mần á dạ. Mần cũng sạch mần bổ bụng bỏ hết trơn không lấy gì ra chỉ có lấy thịt thôi à dạ. Rồi cái lời khứa ra rồi tôi chỉ cho út út vậy là bao nhiêu muỗng nước mắm dạ. Rồi bao nhiêu đường cũng ăn đường ăn ít ít ăn nhiều bác sĩ cũng chê dạ. Thôi vậy đó rồi cái lời kho cho nó thấm mắm muối rồi cái con đổ nước vô nè đổ nước vô ngập rồi ngập rồi khó trả trở thì chỉ nó yeah. Làm được kho chín kho là đem lên vẽ ăn cá rồi đã rợt ha yeah. À. À, còn như là bà Bảy là bị bệnh là hồi xưa là sao mà phát bệnh ra ông Bảy nhớ không? Cái ban đầu thì quên cũng đi chợ đó dạ yeah. Đi chợ cái mua có khi quên đem về rồi có khi mua cái này mua cái kia là tự động phát bệnh ra là quên hả? Tự yeah. Quên nha. Dạ. Mới lạ thiệt lạ tôi không biết làm sao mới đi chở đi Tiền Giang. Tiền Giang cũng 7-8 tháng à. Hồi bệnh này chị cũng thấy cũng ổn ổn vậy chứ hết thì không hết. Rồi trở về Tài Vinh nằm. Vinh nằm cũng không xong. Không xong rồi cái người lên Cần Long. Hồi đó tôi cũng có làm bên vụ y tế đó. Dạ. Rồi qua ở xã này nó quen rồi mấy thằng bác sĩ gì đó làm đây thì giờ lên tỉnh khám tỉnh á. Dạ. Ví dụ này lên tỉnh thì cũng như gặp anh em vậy đó. Thuốc cho rồi có khi là đi khỏi dẫn ba lên. Yêu cầu đem cái to lên tỉnh nào cái nào uống được, cái nào uống không được là ai cho à. Dạ. Cũng đỡ cái đó. Bảo hiểm thì nó ngay cũng như người ta cho cũng hộ nghèo á. Dạ. Thì cho không có mà tốn tiền. Giờ hàng ngày là ông Bảy lãnh thuốc uống với chung với bà Bảy hay sao? Bộ cũng lãnh á. À, ông Bảy lãnh rồi bà Bảy cũng lãnh luôn. Hiện giờ là lương tái khám với Thị Vinh. Dạ. Coi hôm mấy này, 25 này là đi xuống dưới tái khám là bà kỳ 2 nè. Kỳ 1 thì hôm nay uống đó. Dạ. Thuốc có thể uống được. Rồi bà Bảy như con thấy nằm con ghế bố vậy đó, tối à kè lên không hay nằm vậy luôn? Lên chứ, lên có giường ở trên đó đó, rồi bà một mình bà giường. À. Rồi tôi kế đó là tôi có một cái giường cũng có mùng rồi đó ở đây, nhà trên á. Vậy bà Bảy còn đi nổi không? Đi được, đi mà bây giờ bà hơi yếu là đi phải dĩnh. Dạ. Thì để ấy chứ lơ mơ bà té nha. Dạ. Mà sợ té cái rồi trời coi máu nợ nữa. Dạ. Bởi mà giờ nói vậy rồi đâu mà làm sao mình sửa đi được cái vụ đó. Dạ. Hồi xưa ở đây là mình có đất cát gì nhiều không Bảy? Hồi đó ba công ruộng. Ba công mà mình bệnh là bán hay sao? Rồi bán chạy bệnh á. Mất á. Ừ. Ba rồi. Công có chuyện đứt hết trơn rồi. Ừ. Mới mất. Đầu đi bệnh gì Chợ Rẫy. Dạ. Rồi qua Sâm Bôn rồi về Cần Long mổ. Ừ. Rồi lên Sâm Bôn mổ. Rồi là bị cùm nước á. Dạ. Rồi nó mù luôn. Bác sĩ cũng có nói. Nó bị còn nó nguy hiểm quá ha. Cùm này mổ cho ông cụ vui chơi chứ từ từ rồi là hết thấy đường luôn. Dạ. Yeah. Hay bác sĩ ông chẩn đoán ông quyết định trước. Dạ. Yeah. Hay. Bây giờ vậy thì phải chịu chứ giờ mà tuổi già rồi giờ phải cảnh khổ. Con thì phải chi nó có tiền bạc có giàu có nó hỗ trợ nó chăm sóc rồi cũng đỡ. Dạ. Yeah. Còn cái này là không. Có mấy cây dừa đó vậy đó, bẻ tháng vậy đó, bẻ triệu, nửa triệu vậy đó, rồi
hỗ trợ thêm, lãnh tháng vậy cũng 700 mấy ngàn vậy đó, rồi mua gạo rồi thuốc men rồi dặm thêm, ví dụ bệnh cái nào mà không có thuốc bảo hiểm không có cấp thì mình mua ngoài uống thêm. Dạ. Vậy đó, rồi thường khi đó, ăn uống không muốn ăn thịt heo thì dặn tôi mua thịt heo dùng ký 2 ký gì đó, đừng bỏ trong tủ đó, rồi ăn rắc ra ăn cục ăn rồi hết rồi mua cá, thì chỉ có 2 món đó thôi chứ không có cái gì ngon, không có cái gì mà chế biến cho nó ngon bữa cơm. Ăn gì mà để sống. Con hỏi thiệt chứ ông Bảy, nhiều khi con gái mình á, hai người con gái mà đi hết trơn rồi bỏ ông Bảy về, ông Bảy thấy sao, ông Bảy buồn không? Con nhỏ gần đây cũng cỡ chắc cỡ kỳ thôi trở lại. Rồi nó nghe nó cũng nghèo, nó cũng phải đi làm rẫy rồi, nó đi làm mướn người ta đó. Nó sống còn thì nhỏ, có hay thường vô đây để dọn dẹp nhà trong Bảy không? Có, hồi sáng này nó có vô nè. Hồi sáng có vô ha? Vô đây nó phụ mọi gì, nó phơi mền phơi chiếu rồi đó, nhìn như chưa lấy vô đó. Nó giặt nó phơi đó. Dạ. Nó cũng ấy, nó hỗ trợ cũng như không có giúp đỡ tiền bạc, cũng công vô nó chăm sóc mẹ nó đó. Dạ. Thiết thuốc rồi cho mẹ nó rồi cái này nó mới về. Dạ. Thì bữa nay rất nhiều, bữa nay không có vô. Trời ơi, giờ thấy hai người. Bây giờ tôi nói anh vậy nha. Chị ba giờ anh muốn cải thiện lại nó đỡ một chút á, là anh đừng có rào, đừng có cho chỉ ở nhà, trong nhà không. Ở trong nhà mà không có ánh nắng á, con người mình yếu lắm. Anh sáng á, sáng sớm á, có ánh nắng lên á, rồi anh ra đó, nó kêu thằng Thông dẫn ra đó, chứ chỉ đi ra rồi kéo vô trong nhà, ra kéo vô trong nhà đó. Cũng như là mấy người mà không có tiếp xúc được cái ánh nắng mặt trời á, đúng rồi, đúng rồi. Yếu ớt lắm. Rồi nó sanh bệnh. Nó giống như là không có năng lượng á. Phải có ánh nắng mặt trời. Hôm nay bà làm nhiều quá với tôi hơi bớt á. Dạ. Chứ lúc là đầu đắng ấy vậy. Cái đầu đắng là đắng sáng nắng rồi đã lắm. Thôi gọi em chút coi vô. Ra đây nè, giờ không cần chỉ mận gì, ngồi đó chơi cũng được nữa. Nói bây giờ bà nhổ cỏ vì dài bụi đó thì sao, rồi cho nó có tiếp xúc với nó. Có nghe nói ở đó hút đều không phơi nắng thiếu. Nhưng mà như anh dẫn ra nổi không anh này nè? Được nó dẫn đi giữ bả không đó. Dạ. Tới lúc mà bả căng thẳng ha. Dạ. Là rạch vậy xong vậy bả đâu biết lỗi, mà bả nhào như đó, bả bường ngang hoa kia rồi bả chạy. Trời đất ơi, ghê vậy. Thằng này giữ không? Dạ. Ở lối xóm người ta trận, người ta la rùm ở đây rồi mà sao không bắt hộp cùng hơn. Dạ. Mà xong sâu lắm, hay mua vậy chứ máy nó chạy sâu lắm. Mà hồi đó là như bà Bảy là chỉ là không có té, không có gì hết, không có chấn động chứ. Chỉ phát tự nhiên phát lên không vậy? Tự nhiên rồi cái rồi nó từ từ cái rồi bây giờ không biết gì hết á. Nó cũng như cơ thể bà, nó càng ngày nó giảm xuống giảm. Giống như bệnh lâu ngày mà mình không hay á, để lâu cái đó bị chuyển qua thần kinh luôn. Rồi, đúng rồi giờ. Ông Bảy là nhiêu tuổi? 82 tuổi. Lớn tuổi rồi. Mà tính ra ông Bảy vẫn còn khỏe, chứ 82 thấy vậy là rất còn khỏe. Ông Bảy nhiêu tuổi? Bà 66 cũng rồi, rồi cái người anh trai này là nay được bao nhiêu tuổi ông Bảy? Bốn mươi mốt vậy rồi. Bốn mươi rồi. Thấy là ảnh cũng bệnh từ hồi nhỏ lớn luôn không Bảy? Nó hồi ban đầu là cái luôn nó nó eo uột khi ghê luôn ha. Dạ. Nó eo uột, nó không biết đi. Rồi nó ăn không biết ăn. Rồi cái rồi đi hồi năm 2000 á, với nhà nước vận động là mấy cái là lạng quạng nó đi khám á, tình trạng khám bác sĩ nó thiểu năng trí tuệ. Thiểu năng trí tuệ. Rồi như học nó học 7-8 năm mà không biết chữ nào đó. Dạ. Rồi nó thua luôn. Mà thấy anh tội quá, anh hiền khô rồi nha. Nhà không biết. Không có hung dữ, không có ăn thua. Mà nó dụ nó bà đặng nó nghe mấy người ta nói nó chửi thề rồi đó, con đừng có bắt chước người ta. Yeah. Không ai ưa đâu, nó nói đàng hoàng ra thương, nói đó người ta không ưa đâu. Dạ. Yeah.
biết mà cái... Giờ là ở nhà như ông Bảy nói sao là ảnh nghe ảnh làm vậy thôi. À đó. Dạ. Đúng rồi. Nói chung là ảnh thay cặp mắt cho chú Bảy, ông Bảy đây. Đó, đó. À, nói chung là vậy là cũng quá quý rồi chứ nhiều khi giờ con là nó chủ lực cho ổng á. Dạ, thấy mình thay cặp mắt rồi cái tay chân luôn đó. Đi đâu cũng lấy quần áo gì tắm rửa thì sao đó dẫn vô nhà tắm đó rồi lấy quần áo đưa cho ổng. Dạ. Rồi cởi đồ ra nó giặt không? À. Thường. Còn chị nó tuần nửa tuần vậy có vô lần vậy thì dọn dẹp mà nó cũng không có dọn dẹp được cái gì chứ nhà cửa vậy đấy nè. Dạ quá trời dơ. Vậy nè mà đâu có được làm cái gì đâu. Thật sự luôn ở đây mà chú Tư không dẫn tụi con vô tụi con cũng không biết nhà của ông Bảy ở đâu luôn nữa. Ừ thế nhà này nó đặc biệt lắm. Rồi có cái kéo à, lụm cái kéo lên dưới chân kìa. Đó. Cắt đi, để đừng dục lung tung đạp á, đi đạp chết luôn á. Bỏ vô rác á. Ừ. Đổ vô rác. Trời ơi, thấy quá trời thương luôn quý anh chị, thật sự luôn mà quý cô bác anh chị mình xem được cái đoạn video đây thì ở đây là chú Tư là người đại diện cho gia đình hộ chú Bảy. Nếu mà hồi nó Trường sẽ up cái video lên, Trường sẽ để số điện thoại của chú Tư lên. Thì quý cô bác anh chị ở trong nước và ngoài nước thấy được cái hoàn cảnh của gia đình của chú Bảy đây thì mong quý cô chú anh chị mình trợ duyên giúp đỡ cho ông có tiền ăn, có tiền thuốc men rồi qua sống hàng ngày thôi chứ giờ cũng không mong cầu điều gì nữa. Thật sự giờ là cái quan trọng là cái ăn, cái sức khỏe, mình sống tới đâu hay tới đó thôi chứ giờ cũng không biết giúp đỡ là giúp đỡ kiểu sao nữa. Tại vì cái hoàn cảnh này nó quá trời là éo le rồi. Giờ bà thì bệnh nằm một chỗ thì tiểu tiện cũng không hay, không biết gì hết. Giờ chỉ nhờ vào người con trai, mà người con trai thì nói chung là không được lanh lẹ như người ta cũng rất là khó khăn. Ông Bảy thì giờ cặp mắt thì đã không còn thấy ánh sáng được đâu quý chú anh chị. Thật sự luôn giờ thấy nhìn đó giờ đi biết bao nhiêu hoàn cảnh nhưng mà đây là cái ngặt nghèo mình thấy nói chung là nó cũng quá trời là bế tắc luôn rồi. Thì nói chung là tôi cũng thay lời cho anh vợ tôi. Dạ. Hoàn cảnh ảnh vậy đó thì cũng nhờ cộng đồng mạng rồi cô bác gần xa Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho được món quà nào thì mình xin nhận phần quà đó chứ giờ đó. Mình cũng không biết sao đúng không chú Tư? Dạ. Tôi rất là tôi xin cảm ơn. Dạ. Trước cuộc sống cho ảnh sống đắp đổ qua ngày vậy đó. Dạ. Không còn biết nói gì nữa. Dạ. Cuộc sống ảnh quá khổ. Giờ ai cho ký gạo thì nhận ký gạo, ai cho ăn ký nước tương, nước mắm, nước đường gì thì mình nhận cái đó thôi chứ giờ cũng không biết giúp kiểu sao. Tại vì bây giờ như ông Bảy bây giờ cặp mắt ông đã hết đường cứu chữa rồi. Hết rồi. Ở đó là ba công đất để trị cặp mắt thôi. Ba công đất bán mà ba đất ở đó bán công có 80 triệu cái gì á. À là chắc cũng khá là lâu ha chú ông chú Tư. Cỡ 10 năm rồi. Dạ. Rồi như bà Bảy nè thì lúc đó là mình đi trị bệnh là lên đó trị nó không có cơ sở nào trị được luôn. Không có cơ sở nào ấy, uống thuốc rồi là thấy tấm tắc uống rồi chỗ này uống một tháng rồi là thấy nó không có cải thiện được gì hết trơn rồi bắt đầu mình mới chuyển hướng đi hướng khác. Dạ. Cũng tùm lum hết trơn thì càng ngày nó càng yếu thì thôi tôi suy nghĩ là cũng số phận như vậy giờ phải chịu chứ vậy. Ừ. Giống như là từ ngày mà ông Bảy với lại bà Bảy phát bệnh ra con thấy con nghĩ chắc có mình chú Tư là chạy ra chạy vô lo thôi. Thì hồi đó anh đi thành phố rồi đi trên bệnh viện Sembol rồi bệnh viện Chợ Rẫy rồi đó. Dạ. Rồi cũng hổng dưỡng lại. Bằng đêm đón xe nửa đêm. Xe hơi mà xe chưa nằm đó. Dạ. Nằm lên tới cảnh cái đường tỉnh nằm đó sáng vô khám bệnh. Không bệnh rồi thì thầy trò ra cái đường gì à. Dạ. Vậy đó. Mà quá trời mình nó không thấy cái ảnh gì trơn. Ừ. Cơ thể mình vậy phải chịu rồi. Dạ. Trời thưa quá quý chú anh chị ơi. Thật sự luôn giờ vô căn nhà thì mình không phải là mình chê ba nha quý chú anh chị. Mình có sao mình nói vậy thôi. Thật sự mình bước khi mình bước vào nhà thì cái mùi vệ sinh của mình trong cơ thể nó ra rất là nó làm cái mùi mình rất là khó chịu thật sự luôn chứ mình không phải là mình chê. À. Tại vì ai cũng vậy thôi. Thật sự cái nào mà nói sự thật chứ mình đâu có nói tầm bậy tầm bạ đâu. Ừ. Vậy đó mà
có một con trai vậy đó, dạ. Không biết dọn dẹp. Nói chung là phải như ảnh ảnh còn một chút nào đó mà nó như thông minh chút xíu hoặc là nó lanh lẹ chút xíu thì nhà cửa nó không đến nổi. Còn này là ảnh giống như ảnh quá khờ luôn rồi. Nói chung là ăn để sống qua ngày thôi chứ nói sự thật là như tôi á, bây giờ vô nhà anh tôi á, khi uống nước là tôi cũng không uống ngon lành gì được. Đúng. Vì cái hoàn cảnh vậy đó, thì mình biết rồi, thông cảm. Thì... Nói chung cái này là mọi người sẽ thông cảm cho mình chứ người ta nhìn ta cũng đủ hiểu rồi. Như bây giờ chiều rồi á là con có chú ông Bảy là tự bút cơm ra rồi tự đút cho mẹ hả? Chia cho mẹ một tô. Dạ. Rồi nó một tô. À. Hai tô để cái bên nó múc nó ăn rồi mẹ nó đút cho mẹ nó muỗng rồi nó ăn muỗng của tô của nó. Dạ. Còn cha nó thì cũng một tô. Dạ. Cá rồi đó bỏ đó rồi ông mò rồi ông múc nó ăn. Dạ. Ông xé cá xé thịt rồi ông ăn. Dạ. Rồi thì nó dọn dẹp nó rửa. À. Mấy thường thường nhà mình mấy giờ mới ăn cơm ông Bảy? À. 3 giờ là ăn rồi đó. 3 giờ chiều là ăn rồi. 3 giờ rồi, 3 giờ là ăn cơm rồi đó. Thì bây giờ ăn cơm rồi. Hồi nãy là giờ từ sớm trưa giờ mình ăn chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Ăn cơm rồi, còn cái vụ nó nấu là nãy vì thiếu cơm. À, nãy thiếu cơm. À. Dạ. Ăn mình ăn sớm giờ tối mình không đói hả? Không, à, vậy là thôi là nó no nó mời. Ăn sớm như vậy à. Ờ. À. Mà nếu ăn tối thì nó cũng có không lợi. Có khi nó không tiêu á. Dạ. Rồi còn bả đó. Đút rồi ba ăn được nhiều được rồi hỏi sao ăn nữa thôi. Ừ. Có khi bánh nó nữa, có khi bánh nó không đến thinh nữa rồi thôi. Yeah. Không có không biết no đói gì trên trời. Lường cũng như cơm lường. Thì ví dụ như một bữa mình với nửa chén hay gì đó ăn. Yeah. Cái cá rồi mình gỡ rồi mình đút cho bả. Đút bả rồi cái gì nó đó hết rồi nó là hết rồi á. Lúc mẹ hết rồi đó nói hỏi còn hỏi coi. Ăn nữa thôi, có khi hỏi nói, có khi không nói, khi khổ, nói thôi dẹp. Dạ. Yeah. Có khi mấy tháng trước á, tôi vô tôi hỏi chị nhớ em không? Quên rồi. Quên luôn rồi. Ờ, rồi cái có khi hỏi mà không có trả lời. Dạ. Yeah. Có khi trả lời nói nó trất lớt, chú Bảy, chú Ba gì đó. Nói ôi, trất lớt rồi chị ơi. Dạ. Yeah. Thì mình thử cái trí tuệ chỉ vậy là mình biết là chỉ quá tệ rồi. Dạ. Bây giờ đắp đổi sống bao ngày được bao nhiêu thì hưởng bao nhiêu thì không hết biết làm sao mình nói. Dạ. Chú như con thấy ở trên đây là ba cái lá này nó rách hết trơn, ngày mưa nó dột dữ không chú Tư? Cái đó là lá nó sợ mưa tạt á. Dạ. Thì cũng treo. Treo tạm thôi chứ cũng chưa có tiền để sửa, chưa có gì hết. Cái này là có cái nhà đại đoàn kết cho làm vách hơn nữa. Tôi cũng tôi đứng ra, tôi kêu thợ rồi làm. Dạ. Chứ không có là mấy chú thấy nó tan quan. Hồ phe đô luôn. Phe đô luôn. Tôi tính đó là bây giờ đống lá này kêu tan chầm rồi mình cặp lại rồi mình cũng treo lên cho kín mưa vậy thôi. Dạ. Rồi nhờ... cái xã ngoài mặt trận ngoài vô tham quan là thấy quá xá này cho cái tiền đại đoàn kết sửa sang cái nhà lại. Dạ. Yeah. Làm được miếng vách bên đó thấy khang trang. Dạ. Yeah. Nói chung là đi ngoài ta nghĩ là ở ngoài thôi chứ vô trong mới hiểu được cái bề sâu bên trong. Dạ. Yeah. Khổ lắm. À, anh bây giờ chút nữa dẫn ba đi tắm là sao nữa? À, không biết gì hết trơn, nhìn thấy tội thiệt chứ. Muốn có vợ không? Hả? Mà muốn em kiếm cho cô vợ nha. Chịu không? Cười, mấy người không quen hỏi á. Cái nó là ai chịu đâu mà cưới. Không mà bốt, em có cái bạn kia cũng khờ khờ giống anh làm mai cho anh nha. Chịu lấy vợ không? Họ lấy vợ đi, ở nhà cũng hỉ cho vui chứ giờ buồn quá mà. Bây giờ ổng trụng dịch ổng lo. Dạ. Tôi nó không có ai kề cận hết trơn, tới tôi chết bả chết thì tôi không biết làm sao mà. Còn ổng thì không biết làm sao đúng không? Ờ đúng rồi, không lo cái đó là nó đúng. Thật sự. Ví dụ có anh em ruột mà ở chung trong nhà đó, mạnh khỏe hoạt động nữa là... Tại vì giờ như còn ông Bảy là thay thế cái bộ não cho ảnh.
À, chỉ anh làm gì anh kia sai đâu đánh đó à, nó ông Bảy kêu làm gì thì làm theo đó thôi. Đúng rồi. Giờ còn mà buông ra thì ông Bảy mà không có chỉ dẫn thì cũng giống như là cái xác không hồn như thiệt sự là vậy. Đúng rồi. Dạ. Nói giờ nó không có biết cái gì hết. Dạ. Không biết ngày nữa nó như thế nào mình không biết. Không mà theo cái vụ mà cái chương trình mà y tế cái dạng này cũng dạng tâm thần á. Ừ. Mà tâm thần mà tới chừng mà tột đỉnh của y ha là cũng như nó gặp mình nó có gì nó chơi nấy là cũng như nó sợ mình bắt nó. Dạ, còn không còn anh này chắc ảnh hiền ảnh giống như là thì không có nghĩ tới cái chuyện đó đâu. Tôi cũng không giảm trí tệ là không, cũng, không có đến nỗi hung dữ. Tới chừng nó quậy cái thì đâu chắc mà chắc chết. Rối loạn thần kinh. Rối loạn thần kinh còn này anh này ảnh còn ngấy mà. Tiểu trí tệ. Cũng hơi ớn. Dạ. Rồi cũng giấy trời đừng có đưa tới cái đó. Ông trời cũng sắp đặt rồi đó. Ông này vậy đó, có thằng con vậy đó, nó cũng khờ khờ vậy đó mà. Dễ xa dễ nhờ. Vậy. Dạ. Chứ nhiều đứa nó mạnh khỏe mà nó không nghe lời cha mẹ nó cũng khổ lắm. Okay. Mấy bữa mà tôi nó tăng huyết áp là bằng đêm đêm ha. Thật sự. Tôi la cỡ 11, 12 giờ. Rồi nó cũng thích cái tuổi đó. Dạ. Ngủ. Ừ, thấy nó cũng được em. Nó hay lắm cái là lưu số điện thoại dưỡng bãi gì kia nọ đó là nó điện ngay chốc mà. À. Điện tôi bắt máy rồi cái là tôi nghe nó này dưỡng bãi nè. À. Mà tiền nó không biết một số nào hết trơn. Trời đất. Anh có ra ngoài đường không? Đi ra ngoài không? Ăn nhà không? Ở đây đi uống đi uống này chú Sáu nó. Dạ. Hay là đi ra đi uống chú Sáu nó dưỡng bãi mua đồ dùng thế ở đây. Thì bên chỗ đầu cầu hồi nãy chỗ mấy con bò đó. Dạ. Thì qua đó lấy rồi về. Mà không có đi đâu ha? Không có, không có đi chơi. Mà không có tiếp xúc. Không có tiếp xúc với người bên ngoài luôn. Nó ở chỗ đông người mà tới lui thường nói chuyện rồi thường nó cũng đỡ. Dạ, còn này này trong sâu trong hốc luôn rồi. Không có biết cái gì hết trơn luôn rồi. Âm luôn. Dạ. Dạ rồi, thì bây giờ về đi hen chú hen thì tụi con đến đây để chia sẻ cái câu chuyện của ông Bảy lên. Thì trên mạng qua cái lời giới thiệu của chú Tư. Thì cũng kính mong thì quý bà con cô bác của Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước mà hỗ trợ được cái phần quà nào đó thì con sẽ đến và con cùng với Minh Tơ sẽ trao cái món quà món duyên đó đến cho ông Bảy và bà Bảy và gia đình của ông Bảy ha. Dạ, thì kính mong thì trước mắt là con sẽ đến đây ghi hình và con về con làm video con up lên rồi mong là trong tương lai một ngày sớm nhất thì được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho ông Bảy được cái phần quà nào đó hoặc là một số tiền nào đó thì để mà lo cho trang trải trong cái cuộc sống sắp tới. Thì nói chung bây giờ là ai thương tình thì cho gì mình nhận ấy chứ mình cũng không biết là giúp như cái cách nào nữa đúng không chú Tư? Dạ. Nói chung là gạo thì mình nhận gạo mà tiền thì mình nhận tiền thì có thuốc men ở bên nước ngoài ta gửi về thì mình nhận thuốc men bên nước ngoài ta gửi về. Rồi thuốc bổ hay cái gì đó thì có gì mình nhận đó để từ tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Chứ bây giờ thì cũng không biết là mình nên giúp kiểu như thế nào nữa đúng không chú Tư? Thì nói chung là mình chủ yếu là lo cái cuộc sống thôi. Ăn cái uống thôi, người ta thương người ta giúp mình đúng không chú ông Bảy? Dạ. Dạ. Giờ nhờ ảnh